xin chào các bạn quay trở lại đến với kênh BB Núi nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu ba em đực. Em đầu tiên là một em sù đực khoảng 6 kg, sù tít mù và là đỏ tuyền các bạn ạ. Sù nâu đỏ, lông dài, tai to, chân to, giới tính đực các bạn nhé. Em này khoảng 6 kg và được 2 tháng tuổi rồi các bạn ạ. Hơn 2 tháng tuổi rồi đấy các bạn ạ. Vâng, các bạn yêu thích em này nhớ liên hệ số điện thoại 0986298092 hoặc số điện thoại 0972386270 nhé. Rồi, bây giờ mình giới thiệu tiếp. Đây là một em sù khoang đực, sù sồm, lông mồm. Đấy. Bạn này lưỡi hồng các bạn nhé. Bạn này cũng giới tính đực và cân nặng thì khoảng 4 kg rồi các bạn ạ. Đó, nhìn rất là yêu luôn. Đuôi dày. Đấy, cái đuôi rất là dày luôn các bạn nhé. Đó, tai em này cũng to. Lông mồm, sù lông mồm các bạn nhé. Chân trắng. Đấy, sù dài, sù tít mù luôn các bạn nhé. Bạn này cũng giới tính đực. À, quá yêu luôn. Đấy, nhìn cái chất lông quá phê luôn các bạn ạ. Rất là dày và dài nhé. Em tiếp theo là một em sù khoang giới tính đực, trạng khoảng 3,5 kg rồi các bạn ạ. Rất bụ bẫm và gần 2 tháng tuổi nhé. Bạn này gần 2 tháng tuổi thôi. Tai hơi nhỏ, tai này lớn lên dựng đấy các bạn ạ. Đó. Bạn này khoảng 3,5 kg. Chân tay người đều. Và bạn này thì đứng trên này rất là ngoan các bạn ạ. Đấy, không đi đâu cả. Đứng trên này luôn. Bạn nào thích em nào nhớ like và share, chia sẻ video nhé. Và bạn nào mới xem đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật nút chuông để xem thông báo mới nhất nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.